Xin chào quý vị và các bạn. Những cơn mưa dông đã diễn ra liên tiếp trong những ngày qua, tập trung nhiều ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ. Dự báo từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 9, trạng thái này sẽ tiếp diễn ở các khu vực trên, đề phòng có điểm có mưa vừa cho đến mưa to. Ở khu vực Bắc Bộ do hội tụ gió trên cao còn duy trì, sẽ lặp lại tình trạng nhiều mây vào đêm và sáng sớm, gây mưa rải rác ở nhiều nơi. Trong đó mưa với lượng khá có khả năng cao xuất hiện tại vùng núi phía Bắc nhiều hơn là khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ. Trong cơn dông thì bà con vẫn nên cảnh giác với thời tiết nguy hiểm có thể đi kèm như tố lốc và gió giật mạnh. Ngoài ra bà con cũng cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất đá tại vùng núi cao. Do mưa hầu như tập trung chính vào đêm và sáng sớm, còn vào ban ngày, thời tiết sẽ ít có mưa hơn, phổ biến ngày nắng và nhiệt độ cao nhất trưa chiều tại các tỉnh miền Bắc có thể đạt ngưỡng từ 31 cho đến 34 độ, có nơi cao hơn. Dù mức nhiệt chưa phải là quá cao nhưng sẽ mang lại cảm giác oi nóng, khiến chúng ta cảm thấy mệt và khá khó chịu. Dự báo xa hơn, khoảng từ đêm 17 tháng 9, mưa dông sẽ có xu hướng gia tăng cả về diện và lượng tại khu vực Bắc Bộ và sẽ còn tiếp tục gia tăng thêm trong 1 đến 2 ngày tiếp theo, trong ngày 18 và 19, tức là thứ Sáu, thứ Bảy tuần này. Nhiệt độ vì thế sẽ giảm và trời chuyển dịu mát. Lùi xuống phía Nam, mưa dông cũng đang gia tăng do hiện nay đang có một rãnh áp thấp có trục đi ngang qua khu vực Nam Trung Bộ kết hợp với nhiễu động trên khu vực Nam Biển Đông và hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình sẽ khiến cho thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chuyển nhiều mây, có mưa rào nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30 cho đến 60 mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 60 mm. Do mưa gia tăng cho nên nền nhiệt độ tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ giảm nhẹ. Và ban ngày mức nhiệt phổ biến từ 29 đến 31 độ tại vùng cao Tây Nguyên và từ 30 đến 33 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Về đêm, vùng cao nguyên trời se se lạnh, còn tại Nam Bộ trời chuyển mát với mức nhiệt chỉ trong khoảng từ 24 đến 26 độ. Còn đối với khu vực Trung Bộ, trong 2 ngày tới, thời tiết chủ đạo vẫn là ít mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất trưa chiều sẽ tăng nhẹ trên dưới 1 độ so với 1-2 ngày qua. Mức nhiệt cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 33 cho đến 36 độ, thậm chí có nơi cao hơn 37 độ. Tuy nhiên, thời tiết được dự báo sẽ có sự thay đổi đáng kể từ khoảng sáng sớm ngày 17. Do ảnh hưởng của rìa phía tây của vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và bão, cho nên khu vực phía nam miền Trung sẽ có xu hướng gia tăng mưa dông. Trong ngày trời chuyển nhiều mây hơn và nhiệt độ sẽ giảm bớt. Không chỉ trên đất liền mà cả trên biển, vùng áp thấp trên khu vực Biển Đông mạnh lên cũng sẽ ảnh hưởng xấu tới thời tiết biển. Tại khu vực giữa và Nam Biển Đông và sau đó là khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, sẽ cảnh báo có xu hướng xấu với gió có cường độ mạnh dần và có mưa dông gia tăng trong ngày 16 và 17 tháng 9. Bà con ngư dân cần theo dõi sát sao các bản tin thời tiết trong những ngày tới để có kế hoạch ra khơi an toàn. Như vậy là trong những ngày tới, thời tiết trên cả đất liền và ngoài khơi nước ta đang có những diễn biến phức tạp. Mưa dông sẽ gia tăng hơn do hình thế thời tiết xấu ảnh hưởng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị chú ý theo dõi. Bản tin thời tiết cuối ngày 14 tháng 9 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.